bên em mưa to quá, em nghe không rõ. Thầy có thể nhắc lại được không? Rồi, vậy để tôi cho anh ra khỏi lớp luôn, khỏi học thôi ha. Tên gì em? Dạ, Hoàng Văn Quốc. Mưa to quá, ngồi học để làm gì, đi ngủ đi ha. Đây. Cái việc to hay không, anh phải tự anh lấy cái tay phone của anh để vô. Cái mắc mới gì cái chuyện mưa to, tôi phải giảng anh nhiều lần. Anh? Dạ. Đó. Dạ, em gắn tay phone vô mà nghe cũng không rõ máy luôn. Ừ, vậy thì làm sao học ha. Trời. Đó. Nghĩ muốn học hôm nay đi. Cái này hồi nãy hai đứt mà. Để tôi đẩy luôn cái nét còn lại. Quốc Hoàng đúng không? Trời. Còn ai không nghe nữa không? Chào lớp. Em nghe rõ chưa? Rồi nghe. Cái anh sinh viên mà vừa nói. Dạ không nhớ nè. Anh chị có thấy là cái anh sinh viên mà vừa nói chữ không nhớ, tôi vừa bóp cổ anh chết rồi, có thấy không? Mọi người có thấy được không? Hả? Em xin trả lời được thầy. Không, tôi đang hỏi nè. Dạ. Cả lớp mở webcam lên hết cho tôi. Mình để tôi thấy mình là gì nào. Giác quan đầy đủ. Ngồi rõ cái mặt mình trong khung hình. Nhanh. Bắt đầu mỗi người mở mic của mình. Nói lên khẳng định với tôi. Tôi tên Nguyễn Văn A gì đó. Có đủ miệng và tai giác quan như bình người bình thường. Bắt đầu. Nguyễn Hoàng An bắt đầu thôi. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng An. Em có đầy đủ mắt, tai, miệng như người bình thường. Tiếp tục, Chu Đức Tiến. Em tên Chu Đức Tiến. Anh này tôi không nghe gì cả. Đi ra khỏi tâm. Dương Quang Thuận.